Hi handsome, it's your boy next door Quốc Khánh. Và video hôm nay Khánh sẽ chia sẻ với các bạn những tips tuy là nhỏ hoặc là bạn chưa từng để tâm hoặc là chú ý kỹ về nó, nhưng nó sẽ giúp hình ảnh của bạn trở nên thu hút hơn, chỉnh chu hơn và đặc biệt là tạo ấn tượng đối với người đối diện khi mà giao tiếp xung quanh. Sự vừa vặn là một yếu tố quan trọng trong cách ăn mặc. Việc lựa chọn một món đồ quá chật hoặc là quá rộng khiến cho bạn cảm thấy không thoải mái và trông có vẻ rất là lượm thượm. Mục đích của việc mặc một món đồ vừa vặn phù hợp với cơ thể sẽ làm nổi bật những điểm mạnh của bạn và sẽ làm cho bạn cảm thấy tích cực hơn, tâm trạng tốt hơn, từ đó sẽ có được sự tự tin nhất định. Vì vậy, khi đi shopping, nếu có crush một món đồ nào đó thì hãy cầm nó vào phòng thử và nhớ chắc chắn là hãy thử hai size khác nhau, bởi vì bạn có thể so sánh và cảm nhận được món nào là vừa với người mình hơn. Và vì mỗi thương hiệu nó có một form khác nhau cho nên việc thử rất là quan trọng nếu mà bạn muốn chắc chắn là cái đó nó sẽ phù hợp với mình hay không. Một trong những điều Khánh quan tâm khi thử đồ đó là phần áo phải phù hợp với phần vai, và nếu là quần thì hãy thử làm động tác đứng lên ngồi xuống một vài lần để coi độ đàn hồi của quần như thế nào. Và cuối cùng đó là hãy tìm cho mình một người thợ may hoặc là một người thợ sửa đồ hợp ý để có thể giúp đỡ bạn điều chỉnh trong việc chỉnh sửa quần áo. Tỷ lệ trong một bộ outfit là điều thứ hai bạn nên cân nhắc khi phối đồ. Hiểu đơn giản đó là độ ngắn, dài, rộng, chật của tổng thể toàn bộ trang phục. Áp dụng nó để tạo được sự cân bằng hoặc là sự tương phản thì từ đó bạn có thể có được nhiều phong cách khác nhau. Các bạn có biết có một ranh giới giữa quần sweatpants và những chiếc quần thể dục mặc ở nhà không? Việc lựa chọn món nào để mặc ở nhà và món nào để mặc khi mình đi ra ngoài đường á, mình nghĩ đó là một điều cơ bản. Bạn có thể mặc thoải mái nhưng mà đừng có nhầm lẫn nó với việc cẩu thả. Luôn ăn mặc chỉnh chu khi ra ngoài đường mình nghĩ đó là một điều nên làm. Trước khi ra khỏi nhà, hãy check xem là phần ống quần nó có bị vướng vào vớ hay không, áo nhăn đã ủi hay chưa, phần cổ áo có ngang ngắn, phần đuôi áo có bị lòi ra khỏi quần hay không, và tóc tai có gọn gàng, răng có bị dính gì hay không. Luôn check kỹ những thứ đó trước khi ra khỏi nhà, bạn nhớ nhé. Những điều này tuy nhỏ nhưng nó sẽ tạo được sự thu hút và ấn tượng đối với người đối diện, hay chỉ đơn giản là mặc đẹp, tạo cho chính mình một tâm trạng tốt. Grooming đóng vai trò quan trọng không kém trong việc làm bạn trở nên thu hút hơn. Hãy chú ý tới việc sử dụng mùi hương, đặc biệt là những sản phẩm xịt khử mùi hay là cheap perfume, vì nó sẽ khiến cho người đối diện ngợp trong nồng nặc mùi cồn, và đối với mình đó là một điều không tinh tế một chút nào. Thay vào đó, hãy đầu tư vào một chai nước hoa đúng với tính cách của mình và đầu tư vào bản thân, như là chăm sóc da mặt, tóc, tai, cắt tỉa gọn gàng. Từ đó bạn sẽ có được sự tự tin với một vẻ ngoài sáng và fresh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này và hãy nhớ like và share video nếu các bạn cảm thấy video này là hữu ích và muốn các bạn em xung quanh mình trở nên tốt hơn. Subscribe channel của mình và kết nối với mình ở Instagram. Một điều cuối đó là hãy yêu bản thân mình và luôn trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Hẹn gặp lại.